Hơn 15 năm hình thành và phát triển, mang trong mình khát vọng lớn lao và bền bỉ theo đuổi mục tiêu tạo ra những công trình cùng giải pháp tối ưu cho môi trường nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn Ecoba Công nghệ Môi trường, Ecoba ENT tự hào được đồng hành cùng hàng trăm khách hàng trong nước và quốc tế, góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho các doanh nghiệp và môi trường. Tham gia xử lý hơn 1,5 triệu mét khối nước mỗi ngày đêm, với trên 250 công trình đã thực hiện bằng bàn tay, khối óc và cả trái tim của những người Ecoba ENT. Ecoba ENT đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường với các hoạt động kinh doanh chủ đạo bao gồm xử lý nước thải, xử lý nước cấp, dịch vụ vận hành, bảo trì, đầu tư các trạm xử lý nước. Với những nỗ lực không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp trong lĩnh vực môi trường, Ecoba ENT đã tạo dựng được dấu ấn trên thị trường với những lợi thế khác biệt. Sở hữu chuỗi giá trị khép kín từ tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, cung cấp chế tạo, lắp đặt thiết bị, lập trình hệ thống điều khiển, giám sát, quan trắc nước thải tự động cho đến các dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống. Ecoba ENT giải quyết toàn diện vấn đề của khách hàng cùng cam kết song hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án. Ecoba ENT cũng là doanh nghiệp tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu, cải tiến công nghệ, nổi bật là giải pháp công nghệ xanh, đưa vào ứng dụng được chủ đầu tư đánh giá cao, không chỉ đem lại hiệu quả cao về kinh tế mà còn kiến tạo cảnh quan, hài hòa với thiên nhiên và môi trường sống xung quanh. Trải qua bao nỗ lực phấn đấu, năng lực công nghệ và thi công tiên tiến, chuyên nghiệp của Ecoba ENT đã được chứng thực bởi hàng loạt các chứng chỉ toàn cầu uy tín. Năm 2021, giải thưởng SME 100 Awards 2021 vinh danh Ecoba ENT là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng xuất sắc. Cũng trong năm 2021, Ecoba ENT tiếp tục khai trương văn phòng đại diện tại miền Trung, đặt tiền đề cho việc mở rộng thị trường tại Trung và Nam Bộ, phục vụ tốt nhất khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Khẳng định uy tín thương hiệu với giải pháp hoàn hảo trong lĩnh vực môi trường, Ecoba ENT không chỉ trở thành nơi trao chọn niềm tin của các đối tác khách hàng trong nước, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp với các khách hàng quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong lĩnh vực xử lý nước thải cho các nhà máy sản xuất, giải pháp chúng tôi giúp xử lý triệt để nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất đặc thù như linh kiện điện tử, chăn nuôi giết mổ, thực phẩm nước giải khát, dệt nhuộm. Hàng trăm công trình mang dấu ấn của Ecoba ENT đang và đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp vừa an tâm sản xuất, vừa hoàn thành trách nhiệm xã hội với môi trường. Những năm gần đây, trong bối cảnh các khu công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ, Ecoba ENT tự hào được đồng hành cùng chủ đầu tư các dự án khu công nghiệp trọng điểm, mang lại những lợi ích vượt trội về kinh tế, bảo vệ môi trường, cũng như góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Tháng 12 năm 2021, Ecoba ENT khởi công dự án nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh 2, công suất 7.000 mét khối trên ngày đêm do V-Ship làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án nối tiếp sau thành công của các dự án Ecoba ENT đã hợp tác với chủ đầu tư V-Ship như V-Ship Hải Dương, V-Ship Hải Phòng. Cùng với việc vận hành ổn định các trạm xử lý nước thải tại các khu công nghiệp Tiên Sơn, Đồng Văn 4, Phú Hà, Đông Mai, Ecoba ENT tiếp tục được tổng công ty Vigracera giao đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC dự án trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Yên Phong 1 mở rộng tỉnh Bắc Ninh, tổng công suất 12.000 mét khối trên ngày đêm. Dự án được khởi công vào tháng 1 năm 2022 và được hoàn thành vào giữa năm 2022. Bên cạnh đó, nhiều dự án tiêu biểu tại các khu công nghiệp trải dài 3 miền Bắc, Trung, Nam cũng ghi dấu ấn bởi những bàn tay người Ecoba ENT, góp phần mang đến chất lượng cuộc sống văn minh, hiện đại và an toàn. Ecoba ENT được nhiều chủ đầu tư tin tưởng giao các dự án xử lý nước thải sinh hoạt và đô thị. Ecoba ENT đã khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ bằng việc cải tiến cho ra các giải pháp mới, điển hình là giải pháp công nghệ xanh ứng dụng tại các khu đô thị lớn của tập đoàn Vingroup như
Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park. Năm 2022, chủ đầu tư Vingroup tiếp tục giao Ecoba ENT là nhà thầu chính cho dự án trạm xử lý nước thải khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, The Empire Hưng Yên giai đoạn 1, công suất 14.500 m3 trên ngày đêm. Tập đoàn Vingroup cũng tiếp tục lựa chọn áp dụng công nghệ xanh tiên tiến cho đại đô thị này, mang lại cái nhìn mới mẻ về các trạm xử lý nước thải so với các công nghệ truyền thống. Dự án được khởi công vào tháng 7 năm 2022 và dự kiến được nhà thầu Ecoba ENT bàn giao đi vào hoạt động vào đầu quý 4 năm 2022. Ecoba ENT còn là nhà thầu chính của hàng loạt công trình xử lý nước thải sinh hoạt cho các khu đô thị, các tòa nhà phức hợp, các nhà máy sản xuất. Ngoài ra, Ecoba ENT còn có kinh nghiệm triển khai trong nhiều lĩnh vực đa dạng khác như xử lý nước thải y tế, xử lý nước tái sử dụng, xử lý nước cấp, cùng dịch vụ O&M. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới các dịch vụ sau bán hàng. Ecoba là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ môi trường tại Việt Nam, duy trì được hoạt động, bảo hành, bảo trì hệ thống định kỳ hàng năm cho khách hàng với đội ngũ nhân sự O&M có trình độ chuyên môn xuất sắc và tinh thần phục vụ tận tâm chuyên nghiệp. Dấu ấn của Ecoba ENT đó không chỉ là mỗi công trình chúng tôi đặt chân đến, đó còn là chất lượng dịch vụ và tinh thần đồng hành cùng cam kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo không giới hạn, khắc phục sự cố trong suốt vòng đời dự án, mang đến sự an tâm cho mỗi khách hàng. Đó cũng là lý do mà các chủ đầu tư luôn tin tưởng và lựa chọn Ecoba ENT trong nhiều dự án qua nhiều năm liên tiếp. Sự tin tưởng mà khách hàng gửi trao cho Ecoba ENT chính là động lực để chúng tôi nỗ lực sáng tạo và hoàn thiện hơn mỗi ngày, để vun đắp nên các giá trị mới và lan tỏa đến những công trình trải dài trên mọi miền Tổ quốc và vươn ra xa quốc tế. Ecoba ENT cam kết mang lại những sản phẩm vượt trội về chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ, sự an toàn cùng hiệu quả kinh tế cao nhất. Trân trọng cảm ơn quý đối tác, quý khách hàng đã luôn đặt niềm tin và trao cơ hội khi đồng hành cùng nhau. Chúng tôi hiểu rằng những nỗ lực của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cùng với khách hàng kiến tạo một cuộc sống xanh và bền vững cho tương lai. Ecoba ENT, chọn niềm tin, bền giá trị.